tìm thấy xác tàu chứa đầy kho báu bị chôn vùi dưới đáy đại dương hơn 300 năm. Vào ngày 4 tháng 12 năm 2015, một đoàn chuyên gia quốc tế cùng với Hải quân Colombia và một đoàn các nhà khảo cổ nước này đã bất ngờ phát hiện vị trí một con tàu bí ẩn nằm sâu dưới đáy đại dương. Vì công nghệ thời đó không đủ hiện đại để có thể tiếp cận con tàu, họ quyết định dùng robot tự hành lặn sâu và chụp ảnh xác tàu đắm ở khoảng cách khoảng 9 mét. Thì vô cùng kinh ngạc khi phát hiện bên trong con tàu chứa đựng một khối lượng kho báu khổng lồ. Sau khi tập trung nghiên cứu, các chuyên gia đã xác nhận đây chính là tàu Sanzo, con tàu chiến huyền thoại với 62 súng và 3 cột bơm, từng thuộc sở hữu của hoàng gia Tây Ban Nha, đã mất tích từ rất lâu trước đó. Được biết cách đây hơn 300 năm, tàu Sanzo có nhiệm vụ hàng năm sẽ vận chuyển kho báu từ châu Mỹ tới châu Âu dưới sự hộ tống của một đội tàu chiến trong hầu hết các hành trình. Tuy nhiên, vào năm 1708, khi sắp đến giờ khởi hành, nhưng đội tàu chiến lại chậm trễ chưa chuẩn bị kịp, nên chỉ huy người Tây Ban Nha, đô đốc José Fernández de Santillán, quyết định một mình ra khơi. Trong khi đang chở kho báu được đào ở Peru, gồm khoảng 200 tấn vàng và ngọc lục bảo với ước tính lên đến 17 tỷ USD, tàu Sanzo cuốn vào trận giao tranh đẫm máu với 4 thuyền chiến khác của Hải quân Anh. Con tàu bị vây ráp và bắn hạ, kéo theo hơn 500 thủy thủ đoàn, cùng khối tài sản khổng lồ chìm xuống biển sâu rồi mất tích. Suốt nhiều thế kỷ qua, các thợ săn kho báu luôn cố gắng tìm cách xác định vị trí của tàu Sanzo, hòng đoạt lấy khối kho báu kết xù kia. Tuy nhiên đều bất thành vì không ai nhớ rõ vị trí trong khi con tàu chìm quá sâu dưới đáy biển. Đến năm 2015 mới được chính phủ Colombia tìm thấy, nhưng cũng chỉ ghi nhận được những bức hình trắng đen. Mãi đến ngày 6 tháng 6 năm 2022 gần đây, nhờ vào những thiết bị công nghệ tối tân mà cuối cùng người ta đã có thể quay được những video rõ nét, hé lộ nhiều chi tiết mới lạ về con tàu Sanzo nổi tiếng. Những cảnh quay cho thấy con tàu đắm dường như chưa từng bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của con người. Có thể thấy rõ phần mũi tàu và khung thân tàu được bao phủ bởi tảo và động vật có vỏ, cùng với những khẩu pháo và một số lượng lớn đồ sành sứ, gốm, chai thủy tinh, thậm chí là cả những miếng vàng giá trị bị vùi lấp một phần dưới bùn đất. Hải quân của Colombia cho biết họ vẫn đang bảo vệ nghiêm ngặt xác tàu Sanzo cho công tác trục vớt, và ngoài ra họ cũng đã tìm được hai xác tàu khác cũng gần vị trí kể trên. Tuy nhiên, một chiếc có từ thời thuộc địa và chiếc còn lại từ thời hậu thuộc địa, với khối tài sản ước tính lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Và do đó, tại khu vực này vẫn còn ít nhất 12 con tàu bị đắm đang trong kế hoạch tìm kiếm. Tuy nhiên, một cuộc tranh cãi pháp lý về quyền sở hữu đã nổ ra gay gắt kể từ khi con tàu được phát hiện. Theo đó, vào năm 2013, Colombia đã thông qua đạo luật những con tàu đắm nằm trong vùng biển nước này sẽ được xem là di sản quốc gia. Giới chức Colombia cho biết sẽ nỗ lực nâng xác con tàu và các cổ vật để trưng bày trong các bảo tàng lịch sử. Trong khi đó, Tây Ban Nha nói rằng tàu Sanzo và các kho báu trên tàu là tài sản quốc gia của họ vì nó thuộc về Hải quân Tây Ban Nha khi bị đánh chìm và được bảo vệ theo công ước của UNESCO. Vì không ai chịu nhường ai nên cuộc tranh cãi đến nay vẫn chưa ngã ngũ. Hiện sự việc trên vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm từ truyền thông của các nước trên toàn thế giới. Rất nhiều người độc giả bày tỏ sự ngạc nhiên và để lại nhiều bình luận thú vị khi lần đầu tiên trông thấy xác con tàu lừng danh trên. Tìm được con tàu này giống kiểu trúng số ấy nhỉ, 17 tỷ USD có thể thay đổi được nền kinh tế cả một nước chứ chẳng chơi. Tôi nghĩ dưới đáy đại dương vẫn còn vô số con tàu như thế, quan trọng là máy móc con người có với tới được hay không thôi. Hơn 300 năm chìm dưới đáy biển mà trông vẫn khá nguyên vẹn, thật là vi diệu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tin Ba Phút Bí ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tin Ba Phút chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.